Thưa quý vị, nhằm đổi mới đa dạng hóa phương thức tuyên truyền tiếp cận giáo dục pháp luật trong độ tuổi học sinh bằng hình thức trực quan, đoàn khối các cơ quan thành phố phối hợp với chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hải Châu, chi đoàn Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng và đoàn trường Trung học phổ thông Trần Phú tổ chức phiên tòa giả định với chủ đề chống bạo lực học đường tại sân trường Trung học phổ thông Trần Phú. Đến dự theo dõi phiên tòa giả định có đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hải Châu, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng và gần 1.000 học sinh trong toàn trường. Phiên tòa giả định được thực hiện theo kịch bản xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tội cố ý gây thương tích với đầy đủ các chức danh thẩm phán, hội thẩm nhân dân, đại diện Viện Kiểm sát, luật sư, thư ký tòa, lực lượng hỗ trợ tư pháp và người phạm tội, người bị hại, người có nghĩa vụ liên quan cùng một số vai diễn quần chúng khác. Các tình tiết giả định có nội dung gắn với thực tế một số vụ án có liên quan đến người chưa thành niên phạm tội. Bị cáo là những học sinh thường gặp nên đã thực sự lôi cuốn các em học sinh, giáo viên và mọi người tham dự. Các vai diễn, nhất là vai bị cáo, được lựa chọn đảm bảo phù hợp với tâm lý, sự hiểu biết pháp luật của đoàn viên thanh niên tham dự tại phiên tòa. Là một học sinh thì em thấy đây là một phiên tòa, đây là một hoạt động khá là thú vị để sát với thực tiễn của đời sống mà học sinh, những học sinh có thể mắc phải những lỗi đó, và em có thể biết thêm nhiều về luật pháp, hiến pháp của Việt Nam và có thể chấp hành những cái hiến pháp và luật pháp đó để trở thành một công dân ưu tú. Bên cạnh đó, lời phát biểu luận tội của đại diện Viện Kiểm sát, các ý kiến của hội đồng xét xử đã giúp các em học sinh cùng những người tham dự phiên tòa nhận thức rõ hành vi cố ý gây thương tích là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Nét độc đáo là không chỉ dừng lại ở việc sân khấu hóa những vụ án, tình huống pháp lý, mà sau khi kết thúc phiên tòa giả định, các học sinh tham dự sẽ được tham gia giao lưu hỏi đáp liên quan đến các nội dung, tình tiết của phiên tòa vừa chứng kiến và các vấn đề pháp lý khác thường gặp trong cuộc sống. Thì con thấy là nhà trường đã tổ chức một hoạt động mà định hướng cho tụi con về những cái điều rất là hay, như pháp luật là có những cái rất là đặc biệt, rất là ý nghĩa và có thể giúp ích cho những bạn mà có thể hướng theo con đường luật sư, hoặc là thậm chí những bạn không hướng theo cũng có thể tìm hiểu và hiểu rõ hơn về luật và có thể biết nhiều điều hơn trong cuộc sống. Theo chuyên gia pháp lý, điểm mạnh nổi bật ở phiên tòa giả định đó là đã mềm hóa những quy định của pháp luật, đưa các tình huống pháp lý về gần hơn với tâm lý của người tham dự. Hiện nay, tình trạng bạo lực học đường và tình hình thanh thiếu niên phạm tội theo chiều hướng gia tăng, đặc biệt tới học độ tuổi học sinh sinh viên. Hôm nay tổ chức phiên tòa giả định tại đây với mục đích thứ nhất là nhằm tuyên truyền kiến thức đến tất cả các em học sinh, cũng như để mà giáo dục hướng đến các em có một sân chơi lành mạnh, hạn chế các vi phạm và phòng ngừa công tác vi phạm pháp luật đến các độ tuổi của các em. Đây là hoạt động được tổ chức nhằm giáo dục thế hệ trẻ sống, lao động, học tập, làm việc theo pháp luật. Bên cạnh việc huy động đông đảo học sinh, giáo viên trong toàn trường đến xem và trao đổi hỏi đáp pháp luật, nhà trường còn đăng tải nội dung phiên tòa giả định trên fanpage của trường để học sinh, phụ huynh theo dõi. Qua đó góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong cộng đồng, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên, và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn quận Hải Châu, góp phần vào sự ổn định và phát triển của thành phố.